Vâng, chào mừng quý anh chị em đến kênh Hôm Nay Mua Gì của chúng tôi. Kênh Hôm Nay Mua Gì chúng tôi hiện tại đang phân phối rất là nhiều sản phẩm. Trong thời gian vừa qua, cảm ơn anh chị đã luôn theo dõi và cập nhật kênh chúng tôi hàng ngày. Hôm nay tôi xin tổng kết sơ lược về những cái sản phẩm chúng tôi bán thời gian vừa qua. Có hàng điện tử nè, có chương trình giảm cân nè, có những mặt hàng về điện gia dụng, có những mặt hàng về nhà bếp, rồi nào là dòng điện thoại. Hiện tại kênh chúng tôi đang theo hướng hai mục tiêu chính của kênh chúng tôi, đó là được mức giá ưu đãi tối đa nhất cùng với chất lượng cao cấp nhất cho anh chị. Hôm nay thì thêm một dòng sản phẩm mới, và sản phẩm này rất là cần thiết trong cái dịp trước và sau Tết Nguyên Đán này. Thì không may khác đó chính là xe máy tập thể dục, xe đạp tập thể dục đó. Thì với Tết Nguyên Đán sắp tới đây, thì cái vấn đề mà giảm cân trước Tết hoặc là sau Tết thì rất là quan trọng và rất là cần thiết của mỗi người, và đây là cái nhu cầu thiết yếu mà hàng ngày mỗi người chúng ta đều đang nghĩ tới. Điều đặc biệt là tại sao hôm nay tôi nói về xe đạp tập thể dục này. Hiện tại thì đang được phân phối bởi Lazada, và Lazada là nơi được hỗ trợ mức giá ưu đãi nhất và tốt nhất trên thị trường hiện nay à. Vì đây là một trong những cái trang thương mại điện tử và trang mua bán trực tuyến lớn nhất Việt Nam hiện nay, thì đang được hỗ trợ là 23%. Chúng ta chỉ cần 1.529.000 mà thôi, chúng ta đã sở hữu ngay được xe máy đạp tập thể dục này. Chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn về tính năng cụ thể của chiếc xe đạp này ạ. Nói về tính năng và lợi ích của việc tập thể dục, thì ngày hôm nay không ai phủ nhận được việc tập thể dục sẽ mang lại cho chúng ta một thân hình đẹp với một sức khỏe tốt ạ. Thì hôm nay với xe đạp tập thể dục này cũng không nằm ngoài mục đích đó. Đối với lợi ích của xe đạp thể dục thông minh này, thì sử dụng được rất là nhiều hình thức luyện tập trên một cơ thể. Ở đây là chúng ta có là tập chân nè, có tập lưng, tập tay, tập hông, tập eo, tập cơ bắp, tập đùi, tập mông, nâng cao sức khỏe tim mạch nè, phòng ngừa các bệnh cao huyết áp, hạn chế và loại bỏ cái bệnh béo phì của chúng ta. Quan trọng hơn thế nữa thì xe đạp đa năng của chúng ta còn phòng chống các bệnh về cột sống nè, đau lưng, và điều quan trọng hơn nữa là gì, đó là đốt cháy các lượng mỡ thừa trong cơ thể nhanh hơn. Đây là một trong những tính năng rất là quan trọng của những cái dòng xe đạp thông minh hiện nay ạ. Và dòng xe đạp thông minh này thì cực kỳ phù hợp rất là nhiều về đối tượng. Đối với người già thì giúp người già tránh được những bệnh về tim mạch, huyết áp, tiểu đường, xương khớp. Và đối với người trẻ thì giúp cho người trẻ giữ được cái vóc dáng cân đối và luôn được tràn đầy sức sống. Và đặc biệt đối với trẻ em, đối với trẻ em thì phát triển được hệ cơ xương và bền vững hơn, phát triển toàn diện hơn và tốt hơn. Thì ở đây nó có cái nút tăng giảm của in, chúng ta có thể tăng cao lên và hạ xuống tùy theo cái cơ địa của mỗi người, tùy theo vị chiều cao và cân nặng mỗi người, thì chúng ta điều chỉnh để chúng ta có cái tư thế ngồi tốt nhất, phù hợp nhất và khỏe nhất đối với xe đạp thông minh này. Chúng ta trở ngược lên trên để tìm hiểu những cái bộ phận của chiếc xe đạp này, tại sao nó lại tiện dụng như vậy. Đây, về thứ nhất là bàn xe đạp được làm bằng cao su nè, quay cố định nè, chân nghe máy chắc chắn hơn quá trình luyện tập nè. Ở đây thì nó hướng dẫn rất là rõ và cụ thể cho anh chị, có thể lên tìm hiểu thêm. Và tôi chỉ muốn nói đây là gì, hiện tại xe đã được hỗ trợ mức tối đa nhất cho anh chị về tính tiện lợi và hiệu quả của xe. Thì chúng ta không cần mất nhiều thời gian, chúng ta chỉ cần sử dụng chiếc xe này tại nhà và hàng ngày chúng ta cố gắng trích cho thời gian để luyện tập hàng ngày, thì chúng ta thứ nhất vừa tiết kiệm được thời gian, thứ hai vừa được sức khỏe, thứ ba được vóc hình cân đối cực kỳ tốt và hấp dẫn. Ngoài ra, tại sao chúng tôi đưa sản phẩm này ngay dịp Tết gần Tết đây, thì gần Tết đây thì ai khi mà gặp giao lưu bạn bè, ai cũng muốn cho nhau một lời khen, cho nhau một lời khích lệ, chứ không phải là khi mình tới thì chúng ta nhận được một lời phê bình hoặc lời chê thì thực sự ai cũng buồn hết. Thành thử ra chúng tôi đưa sản phẩm này cho anh chị ngay dần dịp Tết Nguyên Đán này và sau dịp Tết Nguyên Đán này. Đó là một trong những cái nhu cầu, và nếu anh chị đâu đó chúng ta cần, chúng ta hãy cố gắng click vào đường link dưới này. Tôi sẽ để đường link dưới video này, anh chị cứ việc click vào và mua hàng. Và tại sao tôi lại để đường link dưới video này, tại vì đường link dưới video này sẽ được tiết kiệm tới 23%, anh chị chỉ cần 1.529.000 mà thôi, anh chị đã sở hữu ngay được một chiếc xe đạp thông minh đa năng như thế này.
Ngoài xe đạp thể dục ngày hôm nay thì tôi muốn cho anh chị một cái sản phẩm kèm theo. Đây là một sản phẩm kèm theo của xe đạp mà thôi. Vì xe đạp chúng ta, khi mà chúng ta có sức khỏe, chúng ta tập. Và khi mà một sản phẩm này nữa đó là sản phẩm gối massage. Gối massage này là cực kỳ tiện lợi. Anh chị có thể vừa xem TV này, ngồi văn phòng, hoặc là ngồi trên xe hơi, là bất kỳ nơi nào khi anh chị mệt mỏi, anh chị có thể sử dụng gối massage này, vừa thư giãn mà vừa được bảo vệ sức khỏe. Đây hình ảnh minh họa là này. Đây là chiếc gối massage, dưới này nó có những cái viên hồng ngoại. Và đặc điểm nổi bật của chiếc của gối massage hồng ngoại này ở chỗ là, thứ nhất là massage hồng ngoại này nó được mô phỏng cho cái việc mà massage của con người chúng ta. Hôm nay thì nó để giúp mà cách mô phỏng hết hoàn toàn cách xoa bóp. Với ánh sáng của hồng ngoại thì giúp là xoa dịu cơn đau này, giúp mỏi của người già, giảm nhanh lượng mỡ thừa hay là sự mệt mỏi ngồi lâu trước máy tính. Và điều này, điều hơn thế nữa thì massage hôm nay thì có hai chế độ là massage thường và massage có đèn hồng ngoại, giúp massage ở các vùng như là cổ nè, lưng nè, đùi, bắp tay, bắp chân, bàn chân. Khi mà massage hồng ngoại, massage cơ thể chúng ta giúp rất là nhiều vấn đề là gì? Đó là lưu thông khí huyết, đánh tan cái lượng mỡ thừa trên cơ thể chúng ta và chữa các bệnh, nhất là ví dụ việc về xương khớp, việc về xương khớp khớp của người lớn tuổi. Điều hơn, điều đặc biệt hơn thế nữa thì hôm nay ngoài cái vấn đề là sử dụng điện chỉ có 12V tiết kiệm nhiên liệu điện cho người gia đình chúng ta, thì còn tuyệt vời hơn nữa là đã có đầu cắm dùng trên xe hơi, rất là tiện dụng. Với quý anh chị khi mà đi xe hơi rất là lâu và trong đường dài như vậy, anh chị chỉ cần sử dụng gối này để sau lưng, cái lưng của anh chị có thể vừa massage vừa lái xe hơi lực kỳ tiện lợi ạ. Với gối massage đa năng này thì hiện tại anh chị đang được sở hữu của Lazada là 21%, chỉ cần bỏ ra 355.000 mà thôi anh chị đã sở hữu ngay với gối massage này. Hiện tại những dòng gối massage như thế này thì trên thị trường đang bán với giá trung bình trong siêu thị đang bán với giá là 600-700.000 một gối như thế này. Và ngày hôm nay thì chưa đầy 2 triệu với 355 ngày và 1.529.000 này thì chưa đầy 2 triệu anh chị đã sở hữu ngay bộ đôi, có thể gọi là bộ đôi hỗ trợ cho nhau đắc lực và cực kỳ hiệu quả trong vấn đề vừa giữ gìn được vóc dáng đẹp, đặc biệt là hỗ trợ sức khỏe cực kỳ cao cho việc mà trước và sau Tết Nguyên Đán này. Chúng ta có thể đánh tan, đánh bật tất cả những cái lượng mỡ thừa, những cái lượng mỡ thừa của việc trước và sau Tết Nguyên Đán, để chúng ta có thể tự tin gặp bạn bè, người thân và giao lưu. Như vậy với combo là một chiếc xe đạp tập thể dục và một cú massage như thế này thì hỗ trợ cho anh chị rất là nhiều ở vấn đề là giảm đánh tan được lượng mỡ bụng, mỡ thừa và giữ được một vóc dáng đẹp, thon thả trong dịp Tết Nguyên Đán và hỗ trợ sức khỏe cực kỳ cao. Thì sau đây thì tôi xin phép gửi đến anh chị cách thức mua hàng trên Lazada. Bước 1. Chọn sản phẩm. Tại trang sản phẩm, bạn đã chụp vào hình ảnh sản phẩm, sẽ có nút mua ngay hiện lên. Khi nhấn vào, bạn sẽ thấy một bảng hiện lên tóm tắt thông tin về sản phẩm, cũng như giá hiện tại của sản phẩm, không có mã giảm giá. Tại đây, bạn có thể chọn đặt hàng để đi đến tiến hành thanh toán, hoặc chọn tiếp tục mua hàng để chọn thêm những sản phẩm khác. Bạn cũng có thể nhấn vào hình ảnh sản phẩm để xem thông tin. Bước 2. Thanh toán. Bước thanh toán được chia làm 4 phần. 1. Đăng nhập. 2. Địa chỉ. 3. Vận chuyển, chỉ hiển thị khi bạn đặt từ 2 món hàng trở lên. Và 4. Thanh toán. Tại bước đăng nhập, bạn có hai lựa chọn. Nếu bạn đã có tài khoản, bạn vui lòng điền thông tin đăng nhập bao gồm địa chỉ email đăng ký và mật khẩu. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký tài khoản mới, điền đầy đủ và chính xác thông tin để thuận tiện cho việc đặt hàng sau này, đăng nhập bằng Google hoặc Facebook. Đặt hàng không cần đăng ký, chỉ cần điền email nhận thông tin về đơn hàng. Lazada khuyến khích bạn đăng ký để được hưởng lợi từ các dịch vụ khác của Lazada như độ trả hàng online, hủy đơn hàng online, theo dõi tình trạng đơn hàng của mình, v.v. Tại bước địa chỉ, bạn vui lòng điền chính xác và đầy đủ thông tin giao hàng để việc giao hàng được tiến hành nhanh nhất. Còn điền thông tin như sau: họ và tên, đây là tên người sẽ nhận hàng, địa chỉ giao hàng,
bạn vui lòng ghi đầy đủ chi tiết địa chỉ nhà và phường. Ví dụ, nếu bạn ở chung cư hoặc tòa nhà văn phòng, bạn có thể điền tên tòa nhà, chung cư để thuận tiện việc giao hàng. Lưu ý, bạn không cần điền thông tin về thành phố và quận. Các bước sau sẽ có tỉnh, thành phố, chọn tỉnh, thành phố của người nhận hàng, quận, huyện, chọn quận, huyện của người nhận hàng, điện thoại di động. Bạn vui lòng điền thông tin số điện thoại chính xác và bắt đầu với số 0. Nếu bạn chọn thông tin người đặt hàng chỉ dành cho đơn hàng thanh toán qua thẻ, thì bạn điền thông tin bạn đã đăng ký với ngân hàng. Nếu bạn đã từng mua hàng tại Lazada và muốn thay đổi địa chỉ giao hàng, bạn hãy chọn thêm địa chỉ khác. Cuối cùng là thông tin giao hàng. Tại đây bạn sẽ chọn hình thức giao hàng mà bạn muốn. Ví dụ, giao hàng tiết kiệm, giao hàng tiêu chuẩn, sau cùng ấn tiếp tục để đi đến bước cuối cùng là thanh toán. Tại bước thanh toán, bạn có 4 hình thức: thanh toán khi nhận hàng, thẻ tín dụng, ghi nợ, Visa hoặc Master, thẻ ATM nội địa của 1233Pay và SmartLink, trả góp bằng thẻ tín dụng. Cuối cùng, các bạn nhấn nút đặt hàng để hoàn tất quá trình đặt hàng. Lazada sẽ giao hàng cho bạn trong thời gian sớm nhất. Thông tin đơn hàng sẽ được cập nhật qua tin nhắn, SMS và email. Các bạn nhớ kiểm tra thường xuyên nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip hướng dẫn này. Dạ vâng, đó là cách mua hàng trên Lazada cực kỳ đơn giản và thuận lợi ạ. Đặc biệt khi anh chị đã từng mua hàng Lazada một lần rồi thì lần những lần sau á, anh chị những thủ tục rất là đơn giản và không mất nhiều thời gian. Anh chị chỉ cần bỏ ra khoảng thêm 15 hoặc 20 ngàn để gì mua cái sự nhanh chóng và tiện lợi khi giao hàng cho đặt của Lazada. Và cảm ơn anh chị là đã chịu khó lắng nghe video này trong thời gian vừa qua, và đặc biệt cảm ơn anh chị đã và luôn đồng hành với Hôm Nay Mua Gì cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại anh chị trong video tiếp theo.